mình tôi lang thang ngày như đêm, đêm cũng như ngày. Mùa xuân cho tôi là bao nhiêu màn đêm tối. Này cao xanh ơi, hãy giúp con một lần, giúp con một lần nhìn thấy được một lần thôi. Còn ai thương con như cha mẹ ở trên đời này? Còn ai khuyên con như mẹ đã khuyên bao ngày? Tình thương bao la như núi cao sông dài, bắt con suốt đời không thấy được mẹ cha. Nhìn thấy tương lai không có ngày mai, không còn ánh sáng chỉ còn lại ánh đêm đen. Còn ai thương con như cha mẹ ở trên đời này? Còn ai khuyên con như cô thầy đã khuyên bao ngày? Bạn bè cho tôi những ước mơ trong đời, bắt con suốt đời không thấy mặt người thân. Xin ông bà xót thương cho trẻ thơ sống bơ vơ lạc. Sao bây giờ không có cơm, bụng đói bơ vơ không có nơi nương tựa. Xin ông bà xót thương cứu giúp giùm cho trẻ thơ. Con ơi, con chú ai hả? Chú con á. Đã quá liền. Con nhiêu tuổi rồi con? Con hả? Ừ. Con gần 50 tuổi rồi hả? Trời ơi, 50 tuổi hả? Dạ. Dạ anh xin lỗi em. Tôi mặt mày tôi vậy mà kêu tôi bằng con hả cha? Bộ cha đuôi gì hả? Dạ. Mù mày đặt mang kiến luôn nội. Thì mù mới mang kiến nè. Thấy không? Gì đâu. Thôi mù ra thấy được. Cái thương quá, tội nghiệp quá ha. Ê, mù hồi nào vậy? Tôi mù bẩm sinh từ đó tới giờ. Vậy hả? Tội nghiệp quá vậy. Ủa à, ông không còn thân nhân dòng họ gì sao? Từ lúc tôi mới lọt lòng mà cha tôi đã mất rồi. Còn mẹ tôi thì... Cha mất hả? Bởi vì cái tình cha quan trọng lắm. Bởi người ta nói tình cha mát như là đất trắng, ngọt ngào như là nước chanh pha đường. Ủa? Nước chanh pha đường là gì? Ví dụ cái tình cha nó ngọt ngào giống vậy đó. Nó cao cả lắm. À, giống như chanh bỏ đường vô là ngọt vậy hả? Ừ, cao cả. Còn mẹ anh sao? Còn mẹ tôi thì lúc mới lên 10, tự nhiên tôi đi lạc, rồi mẹ tôi không tìm tôi được. Rồi thất lạc tới giờ này tôi không biết mẹ tôi như thế nào nữa. Bả buồn như thế nào? Bởi vì tình mẹ cao cả lắm. Ủa? Gì? Còn anh, sao mà anh đi sinh vậy? Tôi hả? Ừ. Tôi bị mất hết một phần thân thể. Anh mất một phần thân thể hả? Trời ơi, mà sao anh bị mất vậy? Anh mất chỗ nào? Mất cái chỗ nào mà thục với da không được? Chỗ nào mà thục với da không được? Chỗ nào vậy anh? Mất cái tay đó ông nội. Cái tay không có cái tay sao thục với da? Trời ơi, anh mất cái tay luôn hả? Ờ. Mà sao anh bị mất tay vậy? Tôi mò cua bắt ốc á, xuống sông mò dưới đó. Ừ. Bị mò trúng cái kim, kim chích á. Vậy hả? Bác sĩ nói tôi coi chừng bị sida, cái tôi cưa luôn. Trời ơi, gan dữ vậy hả? Ờ, tôi gan lắm, đưa cái tay ra là búp. Trời ơi, hoàn ảnh của anh. Ủa, rồi anh có gia đình không? Có vợ con gì không? Tôi đang sống với vợ con tôi. Ủa, rồi sao vợ anh không có lo cho anh hay sao mà để anh ăn xin vậy? Vợ tôi nó không mù giống với ông như. Trời ơi, chỉ bị mù luôn hả anh? Hoàn cảnh thương lắm. Trời ơi, mà sao chỉ bị mù vậy anh? Bị nhắm mắt á. Bị nhắm mắt?
Bị nhắm mắt mà sao vậy? Mày để mày mù dữ vậy? Nhỏ thuốc lộn. Nhỏ thuốc gì? Keo dán sắt. Trời ơi, keo dán sắt vậy là còn gì con mắt nữa trời. Bởi vì bà nhỏ keo dán sắt bây giờ dính mắt bà lợi luôn à. Rồi bác sĩ nói chắc 2-3 năm gì đó nó hết keo đó nó mới mở mắt ra được. Trời ơi, thiệt hoàn cảnh của anh cũng đáng thương quá. Tôi á thì đã là đi ăn xin rồi, bây giờ tôi gặp anh đi ăn mài nữa, thiệt tình. Ủa sao mà nói chỗ này làm ăn được lắm sao không thấy không ai cho tiền hết trơn cái chỗ vậy trời? Có, sớm giờ người ta cho cũng nhiều rồi. Có khách tới, khách tới, khách tới. Có khách à? Xin ông bà xót thương cứu giúp giùm chứ té thơ. Thấy ơi, dạ. Bán kẹo đi con. Dạ. Dạ. Vậy cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Chị Bảy, Bảy em cho em với chị Bảy tiền. Dạ, cảm ơn. Đẹp trai quá chị Bảy, giúp em. Chỗ này làm ăn được quá ha. Chỗ này làm được lắm, tôi nhờ ở đây tôi kiếm sống mà. Đại ca giúp em đại ca. Mày đâu rồi Tí? Dạ cảm ơn. Tí ơi, bán kẹo được rồi. Ê! Làm gì? Tay chú mắt thiệt hả chú? Tay mắt nhìn thấy không thấy đuôi hỏi được cái rờ. Sao rồi chú? Nó mặc cảm lắm cái rờ. Tội nghiệp chú á. Nhưng mà giờ con còn có 50 à. Cảm ơn. Giờ con không biết làm sao. Ờ. Con để con cho chú này trước đi. Chú con cho chú sao? Anh ơi, cho anh 50 rồi. Dạ cảm ơn anh. Con đi nghe chú. Cái chừng nào gặp lại? Có duyên gặp lại. Đi ăn mày gặp có duyên gặp lại nữa. Gán gì con? Anh ơi, bây giờ tôi tính về. Người ta cho tôi 50. À. Bây giờ tôi chia cho anh 25 ngàn. Là anh 25 ngàn, tôi 25 ngàn. Ờ, à, thối đâu luôn rồi. Đó, thối 25 ngàn. Tí, về kìa. Thoải mái quá, nãy giờ tê cái tay muốn chết luôn rồi trời. Thôi về à, về. Ờ, thôi tôi cảm ơn anh nha. Ờ, à, có vốn rồi. Thì sớm, vợ tôi đang quýnh bài nha. Gì? Chỉ mù mà sao quýnh bài nữa? Có cái cà đơ, trời ơi, có thằng kia ngồi chỉ ba đánh đó. Đánh bài cũng có cái cà đơ chỉ nữa ha. Đúng 7 giờ tối là tôi đi nhậu à. Thôi về nha, giờ tôi về đi nhậu. Bữa, à, bữa nào gặp vậy? Lại, bữa nào gặp lại. Dạ, thôi bữa nào gặp lại nha. Đẹp trai quá. Gì? Cái tay này, tay gì á? Cái tay chứ, tay gì không nổi. Còn cái này là cái tay luôn. Ủa sao anh nói anh bị cục tay? Thôi làm ăn khó khăn lắm. Anh gạt người ta hả? Phải mới gạt nhưng dạ. Mà làm ăn khó khăn quá biết không? Trời ơi, mình cũng làm vậy để sống mới được chứ còn nguyên vẹn giải cho tiền không đi nha, bữa khác gặp nha. Trời ơi, làm việc nha, đừng có la lớn lùm xùm nha. Trời ơi, mình bị mù đi ăn xin đã đành, còn cái người lành lặn giờ mà đi gạt người ta vậy đó, thiệt là tình. Thấy. Mẹ cha ơi, con ước mong rằng con được sáng mắt ra để được nhìn mẹ cha một lần thôi. Con biết mẹ cha thương con và lo cho con nhiều lắm. Nhìn thấy tương lai không có ngày mai, không còn ánh sáng chỉ còn lại ấm đêm đen. Còn ai thương con như cha mẹ ở trên đời này, còn ai khuyên con như cô thầy đã khuyên bao ngày. Bạn bè cho tôi những ước mơ trong đời, mắt con suốt đời không thấy mặt người thân. Tình thương bao la như núi cao sông dài, mắt con suốt đời không thấy được mẹ ơi.
xin ông bà, xin ông bà xót thương. Đi tí ơi, đi. Cho trẻ thơ. Đi. Ông gặp bây giờ đó. Ê, đâu vậy? Trời, tôi kiếm quá trời quá đất rồi nè. Tôi muốn gặp ông nữa đâu. Sao vậy? Ông đi gạt ta không à. Tôi xin thiệt, còn ông đi gạt ta không à. Có, trời ơi. Kể từ ngày đó tới giờ đó, tôi không còn đi gạt ai nữa hết trơn trọi á. Thiệt không? Tôi đi làm rồi. Mặc dù cái đồng lương không có bao nhiêu, nhưng mà cũng đủ nuôi sống gia đình, không có đi xin nữa. Nhưng mà anh làm công việc gì? Security. Làm công việc gì? Là bảo vệ đó. Trời ơi, làm bảo vệ hả? Sướng vậy? Tôi nhờ cái tiệm vàng Kim Hương cho tôi vô làm bảo vệ trong đó đó. Trời ơi, anh vậy anh giới thiệu cho tôi vô với. Tôi muốn vô làm nữa. Làm gì anh thấy đường đâu mà làm không nội? Ủa, ừ ha, tôi quên. Nói chơi, tôi đã bàn kỹ với vợ tôi rồi. Tôi thấy hoàn cảnh của chú dễ thương lắm, tội nghiệp lắm. Thôi về đi, về ở nhà trọ tôi đó, anh em mình sống chung với nhau. Trời ơi, đừng có đi xin nữa. Tôi nói thiệt mà. Anh chị tốt quá vậy. Đi nha. Nhưng mà thôi, tôi sợ phiền anh chị lắm. Phiền cái gì mà phiền? Tôi sẽ là gánh nặng đó. Không có đâu, không có gánh nặng gì hết trơn cái trọi á. Tôi nói chú nghe nè, ban ngày tôi đi làm, ban đêm á tôi lấy Honda đó chở chú đi lại mấy cái điểm mà hát với nhau đó, cho chú hát kiếm tiền được không? Đừng có đi xin nữa. Chú thấy không, thành phố mình giờ là thành phố du lịch mà. Mà mình đi xin vậy đó, rất dơ, rất dưỡng ngoài đường. Nhìn cái bắt cái vẻ mỹ quan lắm, biết không? Dạ, trời ơi, anh ơi, anh giúp em vậy chắc em cảm ơn, em vui quá anh à. Có gì đâu cảm ơn. Anh em mình nghèo sống dạ. Chung với nhau mà em, có gì đâu. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Ừ, thôi không có sao hết. Ủa? Cái gì vậy? Ủa, tay của anh ở đâu rồi? Đây nữa này nè, trời ơi, đâu có gạt nữa đâu. Trời ơi, vậy mà tưởng anh gạt nữa. Anh làm hết hồn mà. Thôi đi, kéo đồ về con. Đi, rồi, đi con. Về chú con. Đi về chú con ơi. Mày bốn đi hát rồi, không cần cái này nữa đâu. Đây. Đi con. Ủa, ai vậy? Đi đâu tự sao lên vậy ta? Cái xe ông đã ôm nó bỏ sao thì chạy ra ta đây. Thầy Cẩm Tiên không? Cái này Cẩm Tiên hả? Phải bảo chung không vậy? Trời ơi. Ái mộ anh quá cho anh tặng đúng không nè. Cảm ơn nha. Ủa? Mà chú đi đâu vậy? Đi lỡ vô đây rồi đi coi hát nè. Nghe cà coi giọng cổ khoái quá. Vậy hả? Ủa mà coi hát ở dưới chứ sao mà đi đó từ ở sau. Trời ơi chứ không đâu ôm để bỏ làm sao á. Chú tặng con. Dạ cảm ơn chú. Ủa mà con tên gì vậy? Dạ con tên Hoàng Kim Long. Hoàng Kim Long? Dạ. Trời ơi nhớ chú không? Dạ. Không nhớ chú giận đó nha. Con không nhớ. Suy nghĩ kỹ đi, nhớ chú không? Bữa chú coi tivi thấy con nè. Chú coi tivi thấy con hả? Hả? Ủa mà đâu liên quan gì đâu. Chú coi tivi thấy con thì chú biết con chứ sao mà con biết chú. Ờ ha. Hát hay quá trời quá đất. Dạ cảm ơn. Ê, chú còn lát còn hát nữa không? Dạ con còn hát nhiều lắm. Vậy chú xuống dưới cậu coi nha. Dạ. Vậy thôi con xin phép con vô để con chuẩn bị tiết mục kế tiếp nữa. Chú ở đây chơi nha. Dạ chú ở dưới xuống dưới rồi chú coi con hát nha. Dạ con chào chú. Đẹp trai giống tôi nhỏ quá. Gì đây trời. Ở xuống dưới ngồi coi cho đã. Thằng này nó kêu chó kêu ai vậy ta? Tôi kêu ông á. Bảo. Bảo là bảo thế nào? Giỡn mà. Nói cho nghe nè. Đang đi xe ôm của tôi, tự nhiên phóng xuống đi te lẹt vô đây, không chịu trả tiền xe cho tôi là sao? Là sao? Là sao? Ở dưới quê tao mà giỡn mặt tao kiểu này, tao đem vô chùa thờ 6 thằng. Chết cha, không lẽ từ đây tới Tết có thằng thứ 7 á trời. Tôi cũng sợ quá. Nói cho nghe nè, mới đây là không có đâu xa chứ. Có con Khứa kia kìa. Cái mỏ nhọn nhọn. Đi xe ôm mà không chịu trả tiền. Tôi để một cái bóp. Hai con mắt nó lồi ra, nó toàn ten vậy nè. Chưa nửa đêm mà nhát ma, sợ quá trời ơi. Sợ nè. Ê trời ơi. Bóng. Bóng chúa nè. Bóng bàn bàn á. Đúng rồi, tôi bóng bàn bàn nè. Chịu rồi. Má mày bán bóng. Sao chửi tôi không? Đại diện bà con ngủ dưới chửi mày đó. Làm gì chửi tôi? Bà con nghĩ coi chiếc xe Honda người ta hai bánh. Nó chở tôi hội nhổng lên, tôi nhìn còn có bánh một à.
chở đi biểu diễn một bánh còn đội gì nữa. Tao sợ quá kêu mày dừng lại sao mày không dừng? Trời, làm sao dừng được? Sao vậy? Xe không có thắng. Má ơi, mày chở tao từ xa cản vô đây không có thắng. Có miếng nào đâu. Ê nhỏ. Gì? Sao mày coi thường sinh mạng nhân dân quá vậy mày? Chuyện thường thôi. Mày chạy xe không thắng vậy đó. Ừ. Lỡ gặp thằng Sơn Lé rồi sao? Thằng Sơn Lé là thằng nào? Xe lớn. Sơn Lé nhầm nhò gì? Đây, cỡ thằng Sang Hè tôi còn chưa sợ nữa. Ủa Sang Hè là thằng nào? Xe hàng á. Sang Hè mày không sợ, mà tao nói thằng Sang này mày sợ liền luôn. Sang nào? Sang Te. Sang Te là thằng nào? Xe tang á. Người ta thường đi xu xì bo, còn mày đi xu tè. Xu tè là gì? Xe tù. Không xu tè cũng xu cấp ké à con. Xu cấp ké là sao? Xe cấp cứu. Trời ơi trời, nhìn cái mỏ dễ nổi máu thiệt trời. Cái mỏ mà tôi để đó ghê hả? Giỡn mặt là chết kìa con. Bây giờ không có nói nhiều nữa. Đi xe là trả tiền. Bao nhiêu dữ vậy? 180 ngàn. 180 ngàn mày làm với 180 triệu. Xin lỗi mày đại gia nghe con. Ồ. Coi ăn mặc lè phè vậy đó. Ừ. Mà chuyên môn xài điện thoại iPhone không? Dằn quá. Lát nữa xong cái chuyện này tao còn đi shopping nữa nè. Tao mua cho con tao cái iPad. Trời ơi. Mệt quá. Biết mình nói chuyện văn vậy đó. Nãy đi lên á, không kêu tôi gần lại. Mua cho cái máy xối. Máy xối gì? Nói nhiều xuống nhà đỡ chảy. Văn tùm lum nha. Ủa trên này có bán máy xối bán đâu? Trời, thiếu gì? À, vậy hả? Nói chuyện giờ không có nói gì giỡn mặt nha. Trả tiền cho tôi nha, không có giỡn nữa nha. Nhiều. 180 ngàn. Tao cho mày luôn 200 ngàn mày. Đúng đại gia. Sao thì đại gia miệt vườn mà. Đó à, đại gia phải chơi kiểu đó thôi. Đi là bo. Trời ơi cái bóp. Cái bóp. Bóp gì? Cái bóp tao đâu? Tự nhiên bóp ông hỏi tôi ông nội. Mày đừng có nói vậy nghe. Mày chạy xe giật 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 rồi móc túi cái bóp tao nè. Ông nội nội nội. Giữa đường dưới xa nó kiểu đó. Ông công an bắt tôi ông nội. Mày móc túi. Đừng đỡ. Như nè. Hai tay chạy tay nào móc. Vậy chứ có bóp tay đâu? Ai biết. Tự nhiên bóp là không bóp. Bóp tiền ở trên người trời ơi. Bóp. Ờ. Bóp. Gì? Nhớ rồi. Gì? Nhắc lại cho nhớ nè. Ở đâu? Nhớ lại chỗ bến xe cảng không? Xe cảng. Ừ. Vừa bước xuống xe. Ờ. Có bốn cô gái đẹp thì đẹp lại mời mua vé số đó. Đúng rồi. Đó. Ông đâu có chuyện mua. Ông cầm tay con tay cầm bóp vậy nè. Cái ông cả qua cả lại cầm làm chứ. Rồi đứa một sao móc luôn rồi. Nó tiêu bóp rồi. Trời ơi trời, xứ Sài Gòn kỳ vậy trời. Kỳ vậy? Bây giờ sao đây? Là sao? Đi xe trả tiền chứ sao? Tiền đâu trả? Đừng giỡn nha, sáng ngày chưa ai mở hàng nha. Trời ơi, hồi đó như quê không à. Lâu lâu mới lên. Ê có. Đó, đại gia tôi có nhiều túi lắm, không phải một túi đâu. Cũng có tiền thôi. Gì ông nội? Đây là cái địa chỉ nè, mày chở tao lại đây. Cháu tao xin tiền, cháu tao tao đưa cho. Gì không có chở đâu nữa chứ, có tiền thì phải chở được chứ. Cháu tao giàu lắm à. Phải không? Ừ, lại đặng xin 500 ngàn tao cho. Ồ, cái này chơi được rồi nha. Ừ. Dạ, biết điều. Ừ. Địa chỉ phải không? Địa chỉ. Để coi coi. Quế. Cháu tao Sài Gòn quê gì mày? Cái thơ này không lấy đâu ra đây. Gì? Cái thơ này không lấy đâu ra. Cái thơ này của tao. Đừng giỡn nha. Cái thơ này tôi viết tôi gửi cho ba tôi nha. Mày đừng có xạo mày. Cái thơ này của tao, cái túi tao rõ ràng tao bóc ra đây mà. Tôi nói là cái thơ này tôi viết tôi gửi cho ba tôi rõ ràng. Mày nói mày gửi cho ba mày. Ừ. Lấy gì làm bằng chứng? Có ký tên hẳn rồi. Mày ký đâu? Đó. Đâu? Tôi vẽ hình ngốc á. Mày vẽ con ngốc gì cái đít xấu quắc rồi. Ốc len. Ốc len mày không chặt đít sao hút. Gì? Mày nói mày tên gì? Ốc len. Trời ơi, có phải ba mày là ốc bu không? Sao biết? Tao còn biết má mày là ốc gạo nữa. Ông nội này ai rành gia đình tôi dưới vậy? Không nhìn ra chú sao con? Chú Út nè. Út nào? Sò Long nè. Chú là chú Long. Chú Long đây. Trời ơi, chú Long à. Mười năm không gặp. Gặp vợ hôi quá. Trời ơi, chú lè chứ lỗi Thái Lan vậy trời.
Không cảm này mấy ngày nay không có tắm mà. Trời ơi, cháu tôi mà tôi nhìn không ra luôn. Con lấy. Bây giờ mập mập trắng trẻo rồi nè. Đó. Mày biết sao bây giờ mày mập mập vậy không? Sao chú? Nhờ tao nuôi mày á. Con biết. Con biết là hồi nhỏ chú nuôi con. Ừ. Mà con thắc mắc dữ lắm á. Sao? Con thắc mắc tại sao mà ba má con không nuôi con mà chú nuôi con. Lúc ba mày á, với má mày nó vừa sanh ra mày. Dạ. Má mày mất sớm. Dạ. Ba mày bận làm ăn xa. Dạ. Út nè. Dạ. Một thân một mình gà thiến nuôi con. Thấy nó sai sai rồi đó. Vậy ta nói là gà trống nuôi con. Trống là ba mày. Còn chú? Đừng hỏi nữa. Trời ơi. Không lẽ gia đình tôi dính người sao trời. Bà nội mày kêu tao có vợ hoài tao đâu có chịu đâu. Thôi chú chịu lấy vợ cho bà nội vui. Thôi ai nỡ ăn thịt đồng loại. Tội chú tôi quá. Hiểu rồi. Thôi không dám lợi đâu. Nói nghe nè. Thôi sợ lắm. Sợ lây. Sợ lây gì? Bấm. Tao giả tao mặt mày về tao bấm đi. Lại đây. Biết sao mày trắng trẻo vậy không? Vậy sao chú? Hồi nhỏ tao nuôi mày đâu có tiền mua sữa đâu. Ui sao không sống? Tao nhai cơm tao mớm cho mày ăn đó. Chú nhai cơm? Ừ. Mớm cho con ăn? Ừ. Ba. Ba ba ba. Ba. Lậu cha mày. Hồi đó đúc đó làm pháp 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 vậy. Bây giờ mày hỏi hỏi. Ba má mày nói mày lên Sài Gòn. Má ba mày nói lên Sài Gòn đi học. Sao giờ này mày bụi đời nè. Hả? Bụi đời hả con? Đừng. Đừng nhắc chuyện học hành của con nữa. Sao vậy? Nhắc tới là con tủi lắm. Ủa ba mày không gửi tiền cho mày hả? Không phải chuyện đó. Chứ sao? Con nói không? Không phải giấu vô chứ. Gì? Con là học sinh giỏi nhất trường. Cháu tôi là phải vậy. Tháng nào cũng đứng trước lớp. Đó giống tao. Nhưng mà chú ơi. Gì nữa mà? Người ta thường nói rằng hễ hồng nhan là bạc phân. Má ơi. Mà tại sao bạn bè nó ganh tị với con? Sao? Tại vì con vừa học giỏi mà con vừa đẹp trai quá đi. Nói ăn tôi bên cạnh vừa mắc ói quá. Trời ơi. Sao trời xanh tôi chỉ đẹp trai dữ trời. Sao? Nhưng mà buồn lắm. Sao? Bạn bè nó rủ con ăn nhậu. Ừ. Mà biết cái tánh không ạ? Rủ ghê con ăn nhậu là con đi liền. Ăn nhậu rồi đi liền? Đi liền. À. Mà có tánh con là nhậu là phải quậy. Nhậu là quậy? Không quậy là không nhậu. Hay. Đó. Rồi quậy ai? Cô giáo. Rồi sao? Tự nhiên cô giáo đuổi người ta luôn. Ủa Sài Gòn kỳ vậy trời? Đó. Cháu tụi nó quậy cô giáo làm gì đuổi đó. Bởi vậy. Đáng lẽ đi kêu công an bắt nó chứ. Trời ơi. Mày lên đây mày gửi tiền cho mày rồi mày ăn nhậu cờ bạc. Tao nghe hết trơn cái rồi rồi. Bây giờ thân tàn ma dại gì hết con. Hả? Tại con khổ quá mà. Khổ sao về quê nuôi tôm nuôi cá mày làm giàu. Trời ơi chú xui ẩu chú. Thân hình con kiểu này về quê là ba con không thấy rồi con quýnh con chết sao? Ba mày không có đánh mày nổi nữa đâu. Ủa sao vậy chú? Cho mày hai một tin mừng nè. Dạ. Ba mày hôm nay bệnh nặng lắm, yếu lắm, ngồi về không nổi đừng nó đánh mày. Ủa vậy yếu lắm hả chú? Mất dạy hả mày? Ba mày bệnh mày cười hả mày? Quên. Rồi ba con giờ sao chú? Mày đi về dưới đi. Dạ. Hy vọng là gặp ổng lần sau cuối. Dạ. Đi. Dạ. Ra bến xe bán cái đồng hồ mua hai vé xe chú cháu đi về. Hai vé không đủ chú ơi. Còn ai nữa? Còn vợ con nữa. Tại mày nghèo có vợ chi mày? Bị gái nó dụ. Rồi mày vậy mày có vợ rồi mày ở đâu? Ở dưới gầm cầu á. Ở dưới quê tớ ở nhà ngói ở dưới này nó ở gầm cầu. Ra ngoài tôi mua ba vé xe đi về. Ba vé cũng đủ nữa chú ơi. Còn ai nữa ông nội? Còn bốn đứa con nữa. À ơi. Trời ơi. Nó ở gầm cầu mà nó đẻ gì nó đẻ kinh thế. Vậy tại vì con buồn. Mày buồn gì? Con kể chú nghe nè. Ở dưới gầm cầu á, xe nó chạy tối ngày sáng đêm á, con ngủ không có được. Ừ. Mà ngủ không được thì con buồn. Mà mới là buồn. Thôi ông nội, thông nội. Không có nói nữa ông nội. Thằng này mai nó buồn á. Mà nó bốn đứa đó kìa. Nó vui nữa chắc 18 đứa luôn rồi. Gì dữ chú? Đừng có nói nhiều mày. Dạ. Về gầm cầu. Dạ. Gom hết đồ đạc quần áo. Dạ. Mày, vợ mày, con mày. Dạ. Bay theo tao đi về, về quê hương yêu dấu. Con xin theo chú về, về quê hương tiền trời. Đồng ruộng cho bác trắng thanh chúng ta thi nhau tay tay. Đồng ruộng cho bác trắng thanh để con làm lại cuộc đời. Chú thấy không chú, chú thấy không chú, chú thấy không chú. Đại nhạc.
bà nội mày chứ chung. Rồi mới nói ai chung với thằng chó. Chào bà con về. Dạ, bảo chung quý vị có chúc quý vị một đêm được vui vẻ ra đây hạnh phúc à. Xin chào. Lòng mình xa vắng, nhưng không ngờ đêm mình chia rẽ cho nhau. Cuộc đời đôi ta hai lối, em rét mưa giữa trời đơn côi. Còn anh chơi vơi ngày tháng bơ vơ nơi miền xa phơi phới, chuyện gì vang vào dĩ vãng xe nhạc phai.